Dạ hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào hoan nghênh toàn thể tất cả các anh chị nha. Anh trai hôm nay anh trai ở Vĩnh Long chuẩn bị nhận xe cho Trần Anh nha. Đây là con Honda Accord biển số 76A02058. Ngày hôm qua anh trai đã chốt cọc cho Trần Anh 30 triệu rồi nè. Xe này thì hôm nay chuẩn bị sắp xếp tài xế đi giao xe cho anh rồi nha. Nhạc nhóm, âm thanh, màn hình cam gia đầy đủ trên con xe rồi nè. Mấy chục triệu thôi đó. Sở hữu được một dòng xe thương hiệu đến từ Honda bông lúa vàng Việt Nam nhé. Đó, phong dáng đây nè. Màn hình cam che đầy đủ, nguyên bản xe hết rồi. Nhạc nhóm đầy đủ, mua về là chỉ việc sử dụng. Ngoài ra không phải làm hay một bất cứ một khoản gì nha. Con này đăng ký đến tháng 7 năm 2020. Biểu tượng Honda còn nè. Đó, đăng kiểm rất là sâu luôn. Đây là khách đang lên coi xe bên Trần Anh nè, coi Matiz nè, rồi coi Chevrolet Spark nè. Em về thêm một con Mazda 626 nữa nè. Màu đỏ bọc đô anh chị nha. Xe này chưa được đưa qua công nghệ xử lý tẩy rửa làm đẹp nha. Đây là phong dáng con Mazda 626 nữa nè. Đi siêu châu luôn, mấy trăm cây, chạy phà phà nha anh chị. Đó, phong dáng tắp bi cửa nè. Dòng xe đã qua sử dụng. Đây nè, đó, phong dáng con Mazda 626 đây. Thon gọn. Con này máy 2 chấm nha. Mấy dòng này Mazda là hàng nhập hết. 4 vỏ, 70% âm đút, bản số 49E23000. Em còn rất là nhiều xe nha. Anh chị thích dòng nào thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô. Đó, nhiều xe lắm. Matiz nè. Tập bi, nhạc nhóm đầy đủ hết, không thiếu cái gì rồi. Đó là phong dáng của Matiz nè, đẹp lắm. Bốn cánh cửa keo chỉ nguyên bản hết, zin hết, anh chị coi nè, bốn cánh cửa nè, keo chỉ nè, không mất một phần nào luôn nha. Đó, nội thất phía trong đây. Máy nổ cực chất, gầm bề là không có xíu mục mọt nè. Quay luôn phần gầm cho anh chị coi nè. Là phần gầm nè, anh chị thấy không? Đó, gầm xe nè. Ken xà beng luôn, không có xíu mục mọt nha anh chị. Máy móc nổ cực êm luôn. Đề nhẹ phát nổ nè. Trợ lực ngồi một chỗ xe vô lăng nè. Nhẹ tưng. Tắp bi nè. Tắp bi, tắp lô, nhạc nhóm là đầy đủ hết nè. Đây nè. Trần Anh quay phần máy cho anh chị coi nè. Bốn cánh cửa anh chị có keo chỉ nè. Không mất phân nào luôn, màu xanh cốm nha, chị rin theo xe luôn ạ. Phun đúc hết toàn diện. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020 nha. Đăng kiểm rất là sâu luôn. Máy móc đang hoạt động nè. Nổ êm ru à. Đây là máy nè. Đó, máy đang hoạt động đây nè. Rất là chất. Không, xe không có một xíu độ hơi luôn. Đó, chị thấy không? Xe nè. Đó, không có một xíu độ hơi luôn nhá. Hơi hãm rất là kính luôn. Là sóng dằn trước của em xe nó nè. Đó, không một xíu cứng đụng luôn ạ. À, mua về chỉ việc sử dụng thôi. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. À, anh chị nào mua thì liên hệ đến Trần Anh Ô Tô nha. Chevrolet Spark đời 2010, 4 vỏ mới, 4 âm đúc, đẹp như nhau nha. Tắp bi nè. Màn hình cam gia đầy đủ trên con xe rồi nè. Đó, màn hình cam gia, nội thất rất là sạch sẽ. Đời 2010 nha anh chị. Đó, phần tắp lô nè. Xin hết. Đó. Đó, tổng quan con xe đây. Đây nè,
tài xế của em chuẩn bị lên đường giao xe cho anh trai ở Cần Thơ đây. Đi chiếc Honda Accord đây ạ. Xe cùi thôi, tập chạy tập lái thôi. Đi 400-500 cây bao luôn. Đó, phong dáng nhạc nhỏ âm thanh em đang mở luôn. Đây chuẩn bị tiến hành giao xe uy tín là thương hiệu hàng đầu của Trần Anh Ô Tô nhé. Em luôn luôn tự hào mang lại những dòng xe cỏ đẹp nhất, tốt nhất, chất nhất để đến với tay người tiêu dùng anh chị nha. Đó, phong dáng đây ạ. Một lần nữa cho em xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.